Cây lim xanh ở tại bản nghề xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, có đường kính thân gần 2 m chiều cao 45 m có tuổi đời cao nhất là 1.100 tuổi. Ngoài ra, ở Bắc Giang còn có cây bồ đề gần 400 năm, chu vi thân 7,9 m cao 25 m ở thôn Đông Lỗ, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, cũng được công nhận là cây di sản Việt Nam. Ở Lào Cai có 5 cây xui, có tuổi từ 200 đến 300 năm ở Đền Ken, xã Triềng Ken, huyện Văn Bàn, được công nhận đủ tiêu chí là cây di sản Việt Nam. Trong đó lớn nhất là cây xui 300 tuổi, cao tới 54 mét, chu vi thân 11 mét. Ngoài ra, trong đợt xét công nhận này, có cây bồ đề hơn 400 tuổi, chu vi thân hơn 10 mét ở Đình Phù Lưu, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tỉnh này cũng có 3 cây cổ thụ khác là hai cây nhội và một cây ruối, hơn 200 năm trong khuôn viên đền rồng, nơi thờ bà Lý Chiêu Hoàng ở phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, được công nhận là cây di sản thành phố Hải Phòng có 4 cây cổ thụ được xét công nhận cây di sản Việt Nam trong đợt này, bao gồm 3 cây đa, gạo và xanh từ 200 đến 350 năm ở Đình Cống Mỹ, Miễu Chùa Bà, xã Nam Sơn, huyện An Dương và một cây ruối gần 500 năm ở Đồng Gia Sứ, thôn Thủy Tú, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên. Theo Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, với 15 cây di sản mới, dự kiến số lượng cây di sản Việt Nam lên đến con số 2.624 cây.